Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chuyên và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng TMN Insurance xe và nhà giá rẻ hãng bảo hiểm tốt đền bù thỏa đáng 714 741 2008 Tiếp tục với các bản tin thời sự thế giới, hình ảnh từ đài truyền hình Ukraine và Hoa Kỳ đã gửi đến các khán giả ngày hôm qua, nhân chuyến công du một cách bất ngờ đến thăm thủ đô Kiev của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, ông cùng với Ngoại trưởng Ukraine đi McDonald's. Yeah, <laughs> à, chúng tôi không cần phải đọc tin nhưng mà cũng biết được hình ảnh tại sao phía Mỹ và Ukraine lại chọn McDonalds? Thứ nhất là chọc quê nga, nga bây giờ không có McDonald. Thứ hai đó là bên phía Ukraine cũng muốn cho phía Hoa Kỳ như là ông ngoại trưởng Ukraine đang giải thích với ông Blinken ngồi trong một quán rất đẹp McDonald ở thủ đô Kiev, cho thấy rằng phía Ukraine vẫn cố gắng có một sinh hoạt giúp cho người dân thấy được cái sự bình thường, mặc dầu chiến tranh đang diễn ra. Và người dân Ukraine vẫn sinh hoạt một cách bình thường. Thỉnh thoảng thì nghe tiếng còi hụ báo động nhưng mà đây là hình ảnh để cho thấy rằng có một cái sự sinh hoạt trong lúc mà phía Hoa Kỳ đến thăm. Thì đó là cái hình ảnh nhẹ nhàng, tươi vui khi ông Lincoln ngồi ăn món khoái khẩu của chính mình và thậm chí ăn xong rồi cầm ra xe để tiếp tục ăn nữa cùng với phái đoàn ngoại giao Mỹ. Thế nhưng hình ảnh khác quan trọng hơn, đó là ông đến bắt tay với tổng thống Zelensky nhưng tuyên bố Hoa Kỳ cung cấp thêm gói hỗ trợ quân sự 1 tỷ Mỹ kim. Có nghĩa là quý các anh cứ sử dụng đi, kho vũ khí của Hoa Kỳ vẫn còn đầy và chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất vũ khí hàng ngày và sẽ cung cấp cho Ukraine. Cho nên đây là một trong những sự mà hỗ trợ về tinh thần vật chất vô cùng quan trọng để cho thấy Hoa Kỳ vẫn quyết tâm và cam kết hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào đạt được thắng lợi. Thưa quý khán tinh giả, trong số 1 tỷ Mỹ Kim cung cấp cho Ukraine bao gồm loại đạn 120 ly nồng lớn 120ly có thể nói rằng lớn nhất rồi từ đại bác bắn ra thế nhưng cái viên đạn 120ly này nó ghê gớm ở chỗ đó nó sử dụng chất uranium đã sử dụng qua uh, uranium được chế tạo được làm giàu á để có thể đưa vào bom hạt nhân và từ đó có thể sức công phá thì cái loại mà hạt nhân như vậy đó được gọi là active có nghĩa là chúng sẽ vẫn còn hoạt động được. Nhưng mà loại uranium sử dụng trong nhà máy điện nguyên tử một thời gian thì không còn cái tác dụng phóng xạ nhiều nữa. Chúng tôi dùng cái chữ không còn tác dụng phóng xạ nhiều Có nghĩa là chúng vẫn còn tác dụng phóng xạ gây nguy hiểm cho con người Nhưng ở mức độ rất là thấp Đó là lý do phía Hoa Kỳ nói rằng họ đã sử dụng thành công Chất liệu uranium đã sử dụng qua rồi Để chế tạo đạn 120 ly Thế thì cái tác dụng của loại đạn này nó như thế nào? nó chọc thủng tất cả những cái thanh sắt dày nhất của xe tăng của nga hoặc là các hầm kiên cố của nga thì nga mới là kêu gào vào ngày hôm nay nói rằng như thế đó là đã khơi mào mà có cuộc chiến tranh về nguyên tử hoặc là hạt nhân bởi vì hoa kỳ đã sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng mà đây chỉ là những cái loại chất Lẽ đương nhiên có uranium nhưng đã sử dụng qua rồi nhằm mục tiêu giúp cho xe tăng của Nga của Ukraine và đạn pháo của Ukraine có thể chọc thủng như quý vị nhìn thấy đây là một cái lớp sắt rất là dày của xe tăng loại mà tốt nhất của Nga đó mà cái viên đạn này nó băng qua băng qua luôn thưa quý vị tiêu diệt ngay lập tức à, Tuy nhiên, cái vấn đề đó là sau chiến tranh liệu rằng những cái chất liệu này có sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của đời sống người dân hay không? Và thưa quý vị, vẫn trong phần tin quốc tế thì từ đầu tuần cho đến giờ đó, à mấy chục ngàn giáo viên ở tại Nam Hàn à, vẫn đang kéo xuống đường để mà biểu tình và có à, gần một chục cái trường học ở những nơi mà giáo viên biểu tình đã bây giờ phải đóng cửa bởi vì không có ai dạy các em nữa à, giáo viên họ biểu tình bởi vì à, yêu cầu một cái sự bảo vệ từ chính phủ Nam Hàn sau khi mà có trường hợp một giáo viên à, trẻ vì bị phụ huynh à, harass trong một cái thời gian dài, cô giáo này chịu không nổi áp lực đã tự tử vào hồi tháng 7 Thực sự đây không phải là cái trường hợp mới mà cái 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 chuyện này nó đã âm ỉ từ uh, 2 ba năm nay. Uh, quý vị cũng biết là ở Nam Hàn đó nó có một cái vấn nạn đó là uh, thứ nhất tỷ lệ người dân tự tử ở Nam Hàn là cao nhất trên thế giới. Cứ 100.000 người thì có 20 người là à, có khuynh hướng tự tử. Và bên cạnh đó thì cái áp lực cơ, à, ở, sống ở trong xã hội của Nam Hàn nó quá cao, đặc biệt là cho giới trẻ từ lớp 1 là bắt đầu chịu áp lực là học mười mấy tiếng một ngày để rồi sau đó là các em à, cái cái mục tiêu duy nhất là phải từ trung học đó đậu vào các trường đại học để rồi nhưng mà đậu xong rồi chưa xong học hành xong ra nhiều khi không tìm được việc làm mà đời sống thì đắt đỏ chính vì suốt mấy uh, mười mấy hai mươi năm sống mà nó đè nén như thế cho nên là nó dẫn đến tình trạng những đứa nhỏ mà nó bị sống à, à, cái kiểu mà nó bị kèm kẹp đó nó đi vô trường thì mỗi khi mà có những cái bất mãn hay là tức tối thì nó lại à, đi à, giống như là bắt nạt bạn học và cái chuyện bắt nạt là nó xảy ra tràn lan ở tại Nam Hàn từ thành phố cho đến thôn quê thì đó là cái cốt lõi của cái câu chuyện này thì nhưng mà trước đây đó à, giống như là chính phủ tại vì nó nó, nó liên quan xã hội ở nam Hàn thì lại phân chia giai cấp nữa thôi quý vị à, người giàu đó những đứa nhỏ con nhà giàu bắt nạt thì à, không bị gì cả chỉ à, phụ huynh à, những đứa nhà nghèo đem đi mép thì cũng không làm gì hết cho nên nó kéo dài suốt bao nhiêu năm nay à, nhưng mà bắt đầu cái 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 chuyện mà thư rồi giống như những cái đời tổng thống mới bây giờ đó thì bắt đầu họ cũng bắt đầu chú trọng đến nhân quyền cho nên trong vòng 2-3 năm qua thì ông tổng thống mới đó thưa quý vị ông cũng đưa ra một số những cái dự luật sửa đổi à, cho phép à, giống như là gia đình của những đứa nhỏ nhà nghèo mà bị bắt nạt đó có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn rồi vân vân thì à, và cái chuyện này nó lại ảnh hưởng đến giáo viên trước đây đó những cái vụ mà bắt nạt như thế này giáo viên giống như họ không có uh, liên quan gì đến họ hết tại vì khiếu nại không có ai coi trọng nhưng mà bây giờ uh, khi mà có luật lệ từ phía chính phủ gia đình đó uh, được quyền giống như là khiếu nại cái người giáo viên ở trong lớp nếu như con họ bị bắt nạt và ở nam hàn đó còn có cái chuyện là uh, giáo viên phải đưa số cell phone thì phụ huynh giống như có con bị đánh đập thì họ tức tối họ gọi mỗi một ngày họ chửi rủa rồi nhiều khi họ tìm được đến nhà rồi là mà giống như là chửi bới thóa mạ ở trên mạng xã hội nữa thì nó cái chuyện này bắt đầu nó kéo mấy năm nay rồi. Nó mới dẫn đến cái chuyện tự tử của cô giáo trẻ mới có 22 tuổi. À, thì chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này à, sau phần quảng cáo kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.